Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường cuối con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, lại biết là cho không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai? Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Một người em quen cướp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh được như vậy hay không?